Xin chào các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi du lịch nữa nhé. Chúng ta sẽ dựa vào cánh cò bay thẳng tới vùng Bắc Bộ để người dân và đồng lúa ở đó qua tiết học trước. Và lần này chúng ta sẽ ôn lại bài hát Cò Lả nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng hát lại bài Cò Lả theo nhạc đệm. Chúng ta sẽ hát mềm mại y như cánh cò đang bay nhé các bạn. Phần tiếp theo, cô mời các bạn chúng ta cùng đến với bài tập độc nhạc số 4, đó là bài Con Chim Ri. Một bài tập độc nhạc rất dễ thương. Cô mời các bạn cùng vào phần học.
Cô mời các bạn chúng ta cùng luyện cao độ của bài. Các bạn nghe trước. Cô mời các bạn nghe lại. Cô mời các bạn cùng đọc giai điệu đi lên. 1, 2. Đô, rê, mi, pha, son. Lần nữa. Đô, rê, mi, pha, son. Chúng ta đọc ngược lại. Son, pha, mi, rê, đô. Chúng ta đọc ngược lại. Son, fa, mi, re, do. Bây giờ các bạn đọc đi lên và đi xuống. Do, re, mi, fa, son. Son, fa, mi, re, do. Các bạn nghe lại. Các bạn luyện lần cuối cùng. Cô mời các bạn cùng luyện tiết tấu. Tiết tấu của chúng ta chỉ có hình nốt đen và trắng. Hình nốt đen một tiếng vỗ tay, hình nốt trắng là hai tiếng vỗ tay. Nhưng vỗ trắng tiếng vỗ tay thứ hai của hình nốt trắng thì các bạn xòe ra hoặc là vỗ nhẹ thôi. Chuẩn bị. 1, 2. Đen, đen, trắng. 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 Rồi, cô mời các bạn đọc lại. 1, 2. Đen, đen, trắng. 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 Rồi, bây giờ các bạn tự đọc. Cô sẽ vỗ luôn cho các bạn. 1, 2. Các bạn lặp lại nha. 1, 2. Rồi, chúng ta đã xong phần luyện cao độ và tiết tấu. Bây giờ chúng ta sẽ vô phần đọc nhạc. Bạn sẽ nghe cô đọc mẫu bài tập đọc nhạc trước nhé. Do, re, mi, 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 fa, son, 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 fa, mi, re, 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 re. Rồi, bây giờ các bạn chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập từng câu một nhé. Cô mời các bạn.
Chúng ta chỉ cần tập đọc nhạc thôi. Lát đọc à, ráp lời chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ nối cả hai câu nhạc lại với nhau. Đầu tiên các bạn sẽ đọc nốt của hai câu nhạc. Quay lại lần thứ hai chúng ta sẽ hát lời. Rồi sau đó đọc nhạc và hát lời. Các bạn chú ý nhé.